Rồi, xin chào các em nè. Vừa rồi là trong quá trình lên lớp mới phát hiện một điều rằng là rất nhiều bạn của chúng ta không cắt được cái bông hoa theo cái cách gấp đều nhau. Ví dụ như là gấp đôi, gấp tư để ra hoa bốn cánh hoặc là hoa tám cánh, gọi là hoa đấu xứng. Cho nên hôm nay là làm cái video này nhắc lại cái cách để các em có thể là giải quyết được cái vấn đề đơn giản nhất, đó là cắt được bông hoa tám cánh. Đối với các tờ giấy màu thì chúng ta học cái cách vuốt. Ví dụ chúng ta gấp lại thì chúng ta chặn một miếng và chúng ta vuốt thẳng thẳng. Và cái đường kéo mà chúng ta cắt đường dài thường nó hay bị nhiều cái dốc dắt. Cho nên là chúng ta cứ gấp qua gấp lại, chúng ta vuốt thẳng từ 3 đến 5 lần. Thì chúng ta khi chúng ta xé thì bảo đảm là cái giấy chúng ta nó chạy một đường rất là ngọt, rất là thẳng. Cái còn đường kéo thì nó hay nghỉ nhịp, các cái nhịp kéo thì tạo ra sự dốc dắt. Ví dụ là chúng ta gấp xong ta xé, nhưng mà khi đâu thì dễ ra rất là dễ dàng. Trước khi cắt được một bông hoa tám cánh đẹp nhau, việc đầu tiên là chúng ta phải có một giấy hình vuông. Ví dụ một mẫu giấy hình nhật, chúng ta gấp ra một tam giác và chúng ta gấp phần dưới lên. Đây là một tờ giấy lớn, gấp theo cách là nhiều lần, vuốt nhiều lần để cho khi gấp nó chích và xé đẹp. Thì cái này là trong cái cách làm giấy, thì nếu chúng ta không có dùng kéo chia ra được đường. Hôm nay sẽ cắt một vài bông hoa từ lớn đến nhỏ. Khi chúng ta gấp ra tam giác rồi thì chúng ta gấp ngược lại, chúng ta có tam giác mới. Như vậy thì chúng ta có hai đường, ở đây chúng ta có hai đường. Hai đường nó sẽ là hai đường chéo trong hình vuông. Thì chúng ta gấp bông hoa lớn thì chúng ta có miếng giấy vuông lớn, gấp bông hoa nhỏ thì chúng ta có miếng giấy vuông nhỏ. Để cho nó đều nhau thì chúng ta cũng chọn mỗi giấy như vậy. Bước 1, gấp. Bước 2. Bước 3. Gấp theo đường chéo. Bước 4. Như vậy là chúng ta xong phần gấp. Khi gấp đến đây rồi thì chúng ta có một tam giác, thì có một góc nhọn ở trên, góc nhọn ở dưới và góc tù. Bây giờ trước khi cắt chúng ta vẽ một đường cong đi từ góc tù hướng về cái góc nhọn nhỏ nhất chúng ta cắt. Bởi vì cái này là nhiều bạn vẽ không đúng thì khi cắt nó sẽ bị ngược. Rồi bây giờ chúng ta thử với lại cái mẫu giấy vuông nhỏ hơn để cắt bông hoa nhỏ hơn bông hoa chúng ta vừa cắt. Chúng ta vẫn làm công việc gấp giấy nhiều lần vuông, chúng ta lật qua lật lại như vậy.
Đến đây rồi thì cái việc gấp của chúng ta tiến hành như cái quy trình ban đầu, gấp cái hình vuông lại, nó tạo ra chữ nhật, đó là bước 1. Bước 2, bước 3, bước 4. Và chúng ta tiến hành vẽ một nét cao đi từ góc cụ về hướng góc nhọn nhất. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành gấp một bông hoa nhỏ hơn nữa. Thì cứ khi người ta giấy nhỏ thì chúng ta có thể dùng kéo, chúng ta cắt cho nó nhanh. Bởi vì cái đường kéo mình nó đi rất là dứt khoát, nó không có chia ra nhiều nhịp. Sau đó chúng ta tiến hành gấp như ban đầu. Thank you.
Như vậy là chúng ta đã thực hiện cắt nhiều bông hoa với nhiều kích thước khác nhau, lớn nhỏ và nhiều màu. Và như vậy thì chúng ta làm nhiều lần như vậy thì chúng ta sẽ thành thạo và chúng ta không thể nào quen được cái cách gấp và cắt. Rồi bây giờ các em cố gắng là chúng ta luyện tập và cắt, bởi vì cái này thì trong chương trình học mỹ thuật của chúng ta thường xuyên sử dụng đến cái cách cắt này. Bây giờ mình thử lấy một miếng giấy bìa màu khác và chúng ta sắp xếp các bông hoa đó theo thứ tự từ lớn đến nhỏ và chúng ta xen kẽ các cánh vào, chúng ta xem hiệu quả của nó sẽ như thế nào. Hy vọng cái bài hướng dẫn này sẽ giúp cho em cũng có được cái cách cắt bông hoa tấm cách một cách đơn giản nhất. Các em cố gắng ôn luyện để mình làm việc cho nó thành thạo hơn nhé, để vận dụng vào trong chương trình học của chúng ta. Rồi, xin chào các em.